cái trái này á nhìn giống cái mông quá cả nhà. Hello cả nhà yêu, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của Nhiễn. Thì hôm nay á, Nhiễn sẽ quay cái gì và giới thiệu những cái gì cho mọi người đây. Thì mọi người thấy trên bàn là cái gì không? Trong đây á sẽ có một cái trái này rất là gai góc. Và một cái trái này mọi người thấy màu của nó đẹp không? Đó, cái này á thì Nhiễn được một người bạn gửi tặng cho vào ngày hôm trước rồi. Vì hôm qua không có thời gian để quay clip nên hôm nay trở lại quay với mọi người. Thì cái trái này nè, nó cũng còn tươi nhưng mà nó không có tươi lắm, nhưng mình vẫn thấy ok. Tại vì mọi người biết sao không, cái trái này á, là ở trên rừng luôn, không hề có thuốc, nên mình không có để được quá lâu. Nếu mà mình để lâu á, thì nó sẽ có cái mùi mà giống như là nó hơi bị lên men tí xíu. Đó, thì ủa cái trái này có 3 trái xong mà Nhiễn đủ ăn đây cả nhà yêu. Đừng có lo lắng nha, thật ra ở đây là có nguyên hộp luôn nè cả nhà. Tại vì mình giấu Nhiễn để đồ trong đây nó rớt á, nãy giờ giấu cả nhà thôi. Này mọi người thấy cái này khác nhau không? Thật ra là bạn đã lột ra cho Nhiễn, tại vì bạn sợ là Nhiễn không biết cách lột nên cho 3 trái có vỏ. Và một hộp này là bạn đã lột sẵn nè cả nhà. Thì xin giới thiệu với mọi người hai loại trái cây này. Trái này gọi là trái mây thái nha cả nhà, còn cái trái này á gọi là trái thanh mai. Thì cái trái này nó được trồng ở An Giang, còn trái này thì mọi người cũng biết là ở miền Bắc. Cái trái này hình như là ở trên núi á mọi người, Sơn La, Mộc Châu gì đó, trên những cái trái cây rừng ở trên núi. Bây giờ mình cùng thưởng thức nha. À, hai loại cái trái cây này á là Nhiễn cũng chưa ăn bao giờ hết á, nên khi mà quay cái clip này thì rất là hào hứng để mình ăn thử cái vị. Tại vì khi mà mình sờ vô thấy cái trái này nó gai góc nè, không biết cái cảm giác ăn nó làm sao nữa. Đó, thôi bây giờ mình cùng ăn nha. Mọi người ăn cùng Nhiễn nha. Rồi mọi người ơi. À bây giờ thì trong hai cái hộp này á nó sẽ có hai cái bịch muối ở đây nè cả nhà thấy không? Thì hai cái loại muối này là hai cái loại muối khác nhau luôn nha. Cái này á khi mà mình ăn trái thanh mai á thì bạn sẽ cho mình cái loại muối khác của trái thanh mai. Thì cái này hình như muối tôm bình thường thôi. Còn nhưng mà khi mình ăn với lại cái trái mây thái này á thì mình sẽ ăn với muối ô mai. Đây cả nhà. À mọi người ơi, thì cái đường link Facebook của bạn á, khi mà mọi người muốn mua thì Nhiễn sẽ để phía bên dưới phần mô tả nha. Mọi người sẽ click vô đó và Facebook bạn thì mọi người sẽ liên hệ bạn mua nha. Hình như những cái trái này tới mùa thì mới có nha cả nhà. Mà cái trái này á thì hình như bạn nhập một lần là mấy chục ký. Nhưng mà mọi người thấy là mấy cái trái trên đây nó rất là đều với nhau, không có một trái quá to mà không có một trái quá nhỏ. Thì bạn sẽ lựa ra cho mình và bạn sẽ ship trong ngày cho mình luôn. Bây giờ mình ăn nha. Nhiễn chuẩn bị hai cái chén để đổ muối ra. Bên đây Nhiễn sẽ đổ muối ô mai, còn bên đây thì Nhiễn sẽ đổ muối của trái thanh mai ra. À mọi người, cái trái thanh mai này á nó có công dụng nhiều lắm nha. Nó là mát gan nè, nhuận tràng với lại chống lão hóa nha cả nhà. Hấp dẫn nha. Thật sự là chưa ăn bao giờ luôn nên mà cũng rất là hồi hộp đó. Tại nhiều khi đọc trên mạng thấy gì là chua quá gì đó nhưng mà không biết sao. Ồ cái muối ô mai này lạ nha. Muối hình như có nhiều loại lắm á mọi người. Mình nghe nói là có muối kiến nữa mà mình không biết muối đó là muối gì. Trời ơi, thấy trái cây trước mặt là chảy nước miếng rồi đó cả nhà. Bây giờ mình ăn trái nào trước đây? À thôi Nhiễn săn trái mây thái trước nha. Đây mình lột mấy cái này ra nè, nó còn dính. Cái mùi nó giống như mùi hột mít nha cả nhà. Mà nhìn nó cũng giống hột mít ha, hột mít luộc á. Mà cái này chắc hột mít khổng lồ. Để chấm muối ăn thử. À cái này có thể lắc lên nữa nha cả nhà. Ồ mọi người, cái này có thể ngâm rượu nữa đó. Cái này là mọi người ăn không chấm muối, hoặc là mọi người sẽ lắc lên. Còn cái trái này mọi người chấm muối cũng được, lắc cũng được. Và nó có thêm một công dụng nữa là mọi người sẽ ngâm nhào với đường, xong mình sẽ cho tí xíu rượu vô giống như là cocktail vậy. Cocktail, cocktail biết. Đi ăn thử cái trái này nè. Tự nhiên thấy chua chua. Chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà cái vị nó rất là lạ nha. Chỗ cái trái này lần đầu tiên ăn luôn á cả nhà yêu. Chấm muối không? Sao không dính gì vậy trời? Đây đây. Trong đây cũng có cái hộp. Ngon nha. Cái trái này á, khi mình ăn vô nó chua chua ngọt ngọt, nhưng mà cái hậu nó sẽ rất là thanh và nó sẽ có một cái mùi đặc trưng nha. Để mình cho anh quay phim một trái. Anh quay phim cho mày thấy chỗ nó ăn mọi người. Thôi giờ anh quay phim không ăn. Đây mình ăn tiếp. Ô không, trái này ngon nha cả nhà yêu. Được, nói chung á là bình thường đi ngoài đường thấy người ta bán nhưng mà đâu có biết làm ăn nó sẽ có cảm giác gì đâu, tại thấy nó gai góc quá cả nhà. Chua chua ngọt ngon. Nhưng mà nó có cái mùi nha.
mùi đặc trưng của trái này hay sao á. Mọi người thấy là nhìn xả tóc không? Mới tắm. không phải là bình thường là chưa tắm mà quên clip. Mà bình thường ăn mấy món kia thì nó sẽ hơi nóng nực á, nên Nhiễm sẽ cột tóc. Còn bây giờ ăn cái trái này rất là thanh mát vô người thì Nhiễm sẽ xả tóc. Cái này ăn lạ cả nhà. Chua chua ngọt ngọt. Nhìn mặt vậy thôi chứ không phải chua lè đâu nha. Chua chua ngọt ngọt thiệt, nhưng mà giống như là chua nó sẽ là 7, còn ngọt nó sẽ là 3. Nên mình ăn cái cổ họng mình nó sẽ rất là thoáng. Nó giống như là nó thanh lọc á. Ngon quá. Bây giờ biết cái này à, mai mốt ăn xong á sẽ đặt bạn mua. Bạn này bán là nhập ở trên rừng về luôn á mọi người. Này, trái này lột ra là vậy nè cả nhà. Wow, lạ quá cả nhà ơi. Hình như nói với nhiều người á là người ta ăn rồi, nhưng mà còn nói với Nhiễm là mới ăn hay sao á. Trái này hình hài ngộ nha. À đây, ok. Cái này Nhiễm thấy ăn gì ngon nè, Nhiễm không lắc muối nè. Trái này ăn lạ ghê. Muối này cả nhiều. Cái vỏ nó nha, rất là cứng, cứng cáp. Ngon quá. Ăn cái này cay cay, ngọt ngọt ngon. Để lấy mình thử hai cái muối coi có gì khác nhau. Cay quá. Trời, trái thanh mai này cả nhà. Mọi thấy không, cái kiểu của nó là nó gai góc quá. Trái này ngay góc ha, mình nhìn nó giống như là có những cái trái nhỏ nhỏ li ti á, mình không nghĩ là nó ăn được đâu cả nhà. Lúc đầu bạn đưa mình á, mình không nghĩ nó ăn được thiệt, mình còn hỏi là ăn sao lắm. Nhưng mà sau khi tìm hiểu á, là trái này trị bệnh rất là nhiều, chống lão hóa. À, trong đó ghi á là chống lão hóa sau khi dùng từ 1 đến 2 tuần. Nếu mà Nhiễm nghĩ á nha, là mình mua, mình có thể để tủ lạnh một ngày, mình ăn khoảng 2-3 trái gì đó, xong rồi còn lại á thì mọi người sẽ ngâm với rượu uống đi. Thấy được, để Nhiễm sang thử cái trái này nha. Cả nhà yêu, ngọt. Trời, nhìn vậy mà nó ngọt ghê nha. Trái này nó có mấy cái sợi nhỏ nè cả nhà. Ồ, hay quá ha. Ngon. Hai cái trái này mọi người mua về, mọi người để tủ lạnh nha. Nếu mà cái trái này phải để ngăn mát. Còn trái mây này mà có vỏ rồi, mọi người để ngoài được, không có cần phải để ngăn mát. À, cái trái này hình như là bạn lựa cho mình luôn á. Bởi vì mấy cái trái nó sẽ xem nhau, không có quá bự cũng không quá nhỏ. Không, cái muối umami nó ngon hơn, nó thơm hơn cả nhà. Những người lại sẽ ăn tiếp tục với trái mây Thái. Tại sao lại có tên mây Thái hả? Phải là mây mây miền Tây chứ hả? Lúc đầu tưởng mây Thái là tưởng mây Thái Lan không đó nha. Thì nó ngọt mà không sao nó chua quá. Nhưng mà mình càng ăn càng ghiền á cả nhà. Giống như kiểu là chua chua ngọt ngọt nha, mà muối thì cay cay, chỗ nó phê. Phê lên tới đỉnh Everest nha. Mọi người coi á có thèm không? Chứ bình thường á những coi mấy clip mình ta ăn trái cây chua những thèm lắm. Thèm cho nước miếng. Thèm á, coi mà nước miếng nó hơi kiểu ứa ra. Trái này ngọt này cả nhà. Bây giờ Nhiễm sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng với mọi người. Đó chính là để sát lại cho mọi người thèm. Buồn lắm cả nhà, da mặt Nhiễm đang bị dị ứng á.
Nên bởi vậy đó là lý do ít trang điểm là vậy. Những thứ ăn vậy ngon là không cần lắc đâu. Biết xong với lại nhiều khi do mình ăn lạc á, mình ăn lạc lắm nên lắc lên á thì nó sẽ thấm lắm, nên thôi những không thích mình chấm vậy. Các bạn nào mà ăn mặn á hoặc là ăn mà đậm đà thì mọi người hay lắc lên nha. Cái mà lạ quá. Cháo này mọi người ăn không cũng được, khỏi cháo muối cũng được. Hè tới rồi đó mọi người, mấy đứa em nhỉ nó được nghỉ học hết rồi, nhanh quá ha. Hè xong bắt đầu là tháng 9 tụi nó đi học, nhập học lại tháng 9 xong rồi 2 tháng 9 tụi nó được nghỉ lễ, tháng 10, tháng 11 cái tới ngày nhà giáo Việt Nam, nhà giáo Việt Nam xong tới tháng 12 là tết Noel xong rồi tới tháng 1 là tết Tây. Trời ơi nhanh ghê chưa, mà hình như năm nay tết đến sớm nha cả nhà, cuối tháng 1 đã là tết rồi đó. Cuối tháng 1 đã là tết Tây của mình rồi đó, nhanh ghê chưa. Những nghĩ là ai mà ở nhà hoặc là đi làm á, muối này vô công ty ăn cũng ngon nữa, cho mấy người đồng nghiệp á thèm chơi, đừng cho người ta nha, cho người ta thèm thiệt là thèm. Xong rồi mình hãy cho một trái, quá wow, trời mới sấm sét cả nhà ơi. Trời cái trái này lột ra nó bóng nha. Đây mình nhìn thích lột lột lắm nha, cái gì mà lột lột ra nó bóng bóng á, thích lắm. Mọi người yêu ơi, thì sau khi ăn trái thanh mai cuối cùng thì cũng đã đến lúc mà Nhiễm tạm biệt mọi người rồi. À thì sau khi cái clip này tổng kết thì mọi người có muốn mua những cái loại trái cây này á thì mọi người có thể kiếm Facebook bạn ở đường link bên dưới nha cả nhà. À ngoài khi bạn có bán thêm hai loại nữa, 2-3 loại gì đó nhưng không nhớ, thì hình như có đào, mận Hà Nội với hạt dẻ, thì có gì mọi người sẽ liên hệ bạn phía dưới giùm Nhiễm nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ đợi video tiếp theo phía sau của Nhiễm nha. Nhớ là phải like và subscribe cho kênh YouTube của Nhiễm nữa đó nha. Nhớ đó, không là Nhiễm giận đó nha cả nhà. Nói vậy thôi chứ không dám giận cả nhà yêu đâu. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Nhiễm nha. Bye bye cả nhà yêu, love you.